đến bình nguyên vô tận. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh Nị Tứ. Trong buổi số video ngày hôm nay, mình xin phép giới thiệu với mọi người về công tướng Labile, bộ trang phục Kim Quy Thần Vương. Hiện tại thì Rana Liên Quân đang tặng tất cả anh em 3 bộ trang phục Việt Nam đó. Các bạn đã nắm được thông tin này chưa? Mình xin phép giới thiệu với mọi người nha. Đừng chuyển kênh, chúng ta sẽ sớm quay trở lại trận game ngay sau đây. Mình xin phép chia sẻ với mọi người cái sự kiện nhận trang phục Việt Nam của Rana Liên Quân nha. Đầu tiên chúng ta sẽ vào cái đường link lịch sử.liênquân.rana.vn. Và kế đến nữa bạn sẽ lựa chọn cái tài khoản Rana hoặc là Facebook mà bạn muốn nhận được bộ trang phục đó. Và đây là cái giao diện của nó, cách thức tham gia như sau. Mỗi ngày sẽ có một câu hỏi và 3 cái gợi ý. Nhiệm vụ của mình sẽ là hoàn thành một câu hỏi đó. Khi bạn đã hoàn thành được 7 câu hỏi, tức là 7 điểm, bạn sẽ nhận được một cái bộ trang phục đặc biệt. Bạn sẽ được lựa chọn một trong số 3 bộ trang phục Lavile, Kim Quy Thần Vương, Laurel Lạc Thần và Voncast Xung Thiên Thần Tướng. Rất hấp dẫn đúng không ạ? Và để có thể mở ra được những gợi ý đó, chúng ta sẽ phải thực hiện những nhiệm vụ gồm có 3 nhiệm vụ như sau. Đăng nhập vào trang web nè, đấu một ván 5v5 nè, thắng một ván 5v5 hoặc là chia sẻ cho mọi người cùng nhau tham gia. Mình sẽ thị phạm trả lời một câu hỏi cho mọi người xem. Khi mình đã hoàn thành xong những nhiệm vụ, chúng ta sẽ mở ra được những cái gợi ý nó như thế này. Và để có thể biết kết quả thì sao ? Nếu như mình có kiến thức, mình đọc vào là mình hiểu. Hoặc còn một cách nữa đó chính là chúng ta search Google. Ví dụ như câu này là người lính, người quân nhân cách mạng, người hy sinh vì tổ quốc thiêng liêng, phận nữ nhi kiên cường bất khuất, mùa hoa lê kim a nở quê ta miền đất đỏ. Đọc qua sơ thôi là biết ngay cô Võ Thị Sáu. Nhưng đặt trường hợp chúng ta không biết thì chúng ta làm gì ? Các bạn hãy soạn ra toàn bộ cái gợi ý và sau đó chúng ta sẽ copy và chúng ta mở Google lên, chúng ta sẽ đặt vào tìm kiếm. Nó sẽ hiển thị ra kết quả ngay, anh em nhấn vào cái đường link đầu tiên và chúng ta xem xuống cái câu nào mà nó phù hợp đối với cái gợi ý đó. Rồi sau đó anh em sẽ nhấn xác nhận. Đó, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong một câu hỏi rồi. Và tiếp theo đó là cứ mỗi ngày các bạn vào cái trang web này để chúng ta trả lời câu hỏi. Còn đối với những câu hỏi ở những ngày trước đó mà chúng ta chưa hoàn thành thì các bạn cũng có thể trả lời, nhưng chúng ta sẽ không nhận được quà đâu nha. Mà chúng ta sẽ được tính điểm. Khi các bạn đủ 7 điểm là chúng ta sẽ nhận được cái phần quà đặc biệt. Thấy không ? Sự kiện rất dễ chơi. Còn chần chừ gì nữa, hãy vào ngay lịch sử.liênquân.rana.vn để tham gia ngay sự kiện và nhận những bộ trang phục miễn phí mang hào khí dân tộc này nha mọi người. Xin chào mọi người, tôi đã quay trở lại. Thì các bạn cũng biết con tướng Lavile là một chất tướng mạnh về giai đoạn cuối game. Và khi Lavile lên được cho mình cung tà ma cùng với sự bảo bọc hợp lý đến từ những người đồng đội thì đó sẽ là đất diễn cho Lavile. Và team đầu đó bên kia họ kéo lại 3-4 người gì đó, họ đang muốn băng trụ. Nhưng nên nhớ được rằng đây là một đợt lính chưa có con xe. Việc băng trụ của họ sẽ rất là gian truân, đã ra cho mình tín hiệu cầu cứu. Những người đồng đội họ đang di chuyển tới và sắp tới sẽ là một tình huống giao tranh đầy mưu dùng ra cho mình skill 1, skill 2, giật bóng lưu về rồi thám tính tình hình. Quân đầu ma quái Kali nó bắn trúng đến người của Amelie. Amelie bật ra cho mình chiêu cuối, tiếp tục là một pha tàn đầu kích làm chậm tốc biến bỏ chạy các bạn ơi. Về phía Kali, Kali tụ linh trận ra, đối tượng của ta đó chính là đàn Omen. Omen tốc biến ra đạn thần quang làm chậm một bình mưu đang cọ nhây với ba người ta, có đủ sức làm gì đó không ? Anh ta muốn tấn công lên người của Yon, nhưng đó là khả năng phục hồi đến từ Payna. Anh ta không thể nào contact được với các người đồng đội tại khu vực bot lane này. Và cái việc mà anh ta nằm xuống như vậy, nó là một điều hiển nhiên. Đó là một góc giao tranh không hề đẹp tí nào cả, đúng không ? Và cái sức bắn của Lavile cũng chưa thể nào được phát tác khi mà cái áp lực quá cao đến từ cô nàng Amelie với vai trò đi rừng đó. Nhưng không sao, chỉ mới thời điểm đầu game thôi. Và những cái sai lầm nhỏ như vậy chúng ta sẽ không phải trả một cái giá quá đắt, đúng không ? Omen kia kìa, anh ta đang có hơi men trong người, kéo áo Payna lại. Và anh ta đang muốn hiếp, anh ta đang muốn nhảy hip hop cùng với Payna. Payna bật ra cho mình kết giới sinh mệnh, cô ta không còn khả năng hồi phục nữa. Chắc chắn sẽ phải nằm yên vị tại nơi kia. Và Omen muốn làm gì thì làm, giao tranh nè. Bắn ra cho mình đạn thần quang và Kali gục ngã luôn rồi. Rất là đáng tiếc nha. Anh em tụi mình trao đổi với nhau một tí về cái ưu và nhược điểm của Lavile đi ha. Theo mình thấy Lavile nó có 4 cái ưu điểm như sau nè mọi người. Đầu tiên á là cái nội tại đàn Liên Châu. Cái nội tại cường hóa tốc đánh của Lavile vô hình chung nó lại giúp cho anh chàng này có được cái khả năng tốc đánh bậc nhất liên quân. Và với cái việc bạn có tốc đánh tốt như vậy thì cái khả năng clear lính nó sẽ rất là tốt. Thứ hai nữa là khi mà bạn đã đủ 3 điểm nội tại và bạn kết hợp bật chiêu 1 nó hợp lý á, thì nó sẽ giúp cho bạn tạo ra một cái lượng sát thương khổng lồ đa mục tiêu trong giao tranh. Và thứ ba nữa là cái chiêu 2 khiên phản tốc, bạn bật đúng thời điểm bạn sẽ né được cái sát thương nè, né được khống chế nè và truy đuổi đối phương. Và thứ tư nữa là gì? Là cái chiêu cuối. Chiêu cuối là đạn thần quang, bạn có thể chủ động mở giao tranh hoặc là bạn có thể hỗ trợ giao tranh cho đồng đội của mình ở khoảng cách cực kỳ xa.
Ở đây tụi mình cùng nhau mạn đàm một tí về cái chiến thuật của cả hai bên nha. Các bạn có thể thấy được rằng các thành viên đội bên kia họ đang lựa chọn một cái đội hình, một cái chiến thuật nuôi xạ thủ. Các nguồn tài nguyên đang được dồn và bạn Yon họ đang đặt ngưỡng vọng vào Yon. Và chỉ cần chúng ta thủ tiêu được Yon thôi thì bán game sẽ trở nên dễ thở hơn. Đó chính là công tác tư tưởng của tôi. Và cánh phải là Amari, cô ta quá tự tin, cô ta bọc ra cho mình cô bảo cước. Và hai người đồng đội của chúng ta đang bị mắc kẹt. Quân đoàn ma quái Kali nó xua đuổi được thiên bạn và cô ta cũng nhanh chóng đào tẩu thành công. Con rồng đang bị ăn lại là một góc giao tranh quá xấu và Mu không có mặt tại hang rồng. Rồng thuộc về thiên bạn là một điều hiển nhiên. Quá đáng tiếc đi, Mu vẫn chưa thể nào phát huy được sức mạnh của mình. Nhưng không thể nào trách anh ta được, bởi vì phiên bản hiện tại Mu đang là rất khó chơi vì cái sát thương đến từ Mu nó đã bị giảm đi rất là nhiều rồi. Mu anh ta đang ở đường giữa đây mà có thể đẩy trụ anh ta sẽ chạy về được. Wow, má, một cái pha giật bóng quá khủng khiếp, một cái pha giật bóng quá hay đi. Và cái pha giật bóng này nó làm tôi nhớ tới cái hình ảnh người bạn bên Hàn Quốc của tôi, đó chính là Cho Cho. Đó, nó là như vậy. Rồi Rat là nha, anh ta đang cố gắng đào tẩu nhưng vấn đề hiện tại anh ta mà chạy được tôi là con chó. Chắc chắn là như vậy rồi, hên quá không phải làm chó trong tình huống này. Quay trở về khu vực dưới, do anh ta tận dụng thời cơ lấy được khoảng 60% lượng máu của trụ rồi Omen khóa lại bằng cho mình sát vật hết hay. Tóc biển lên, bật ra cho mình khi phản tóc, do anh ta không đủ tuổi nhưng vấn đề hiện tại là Payna tới rồi thì chết mẹ như sao giờ nữa. Đúng như cái chiến thuật mà team bạn đã đề ra ở thời điểm ban đầu, ngay từ cái việc lựa chọn đội hình, họ đang có cái sự bảo bọc rất chắc dành cho Yon. Và mình nghĩ rằng cái yếu tố, cái chìa khóa để có thể giải trừ được bài toán này sẽ là sự chủ động của Lavalier bằng cái đạn thần quang khóa được mà đánh Yon. Mình sẽ cố gắng làm điều đó. Đồng đội team mình đang tụ lại 3 người tại quần đường trên, họ đang khao khát lấy được trụ và đây sẽ là lúc mà sức mạnh của Lavalier sẽ được giải phóng đây bằng cái viên đạn thần quang. Nó trúng chưa? Nó chắc chắn là trúng rồi. Nó đang được giải phóng và khiến cho đạn Frisono bị phóng giáp chưa? Câu trả lời là có. Có được trụ đầu tiên rồi, đồng đội team bạn cũng bắt đầu tràn lên. Một thế giao tranh 5-4, chúng ta hơn hẳn họ về mặt lượng người. Sẽ cùng nhau di chuyển sang khu rừng giữa để chuẩn bị cho một tuần giao tranh. Cô đèn Kali đang ở tuyến khá là sâu đây, chúng ta bị cách biệt đối với cô ta rồi nhưng không sao, vẫn sẽ là một nơi giao tranh. Ánh sáng thần thánh của cô đèn Payna, Amelie ở góc phải, nó luôn bảo bọc cho anh bạn Yon. Tôi núp trong bụi cỏ để có thể bắn lên Amelie. Amelie cô ta quá trâu bò đi, lúc này thì Kali tới và quân đầu ma quái vẫn đang rỉa vào đối phương. Sát thương đến từ Lavalier ở thời điểm hiện tại nó chưa thật sự là quá cao. Amelie cô ta lấn vào quá sâu và những phát đấm của anh bạn Rat nó mang về cho anh ta cái double kill. Đèn thần quang nó làm chóng một lần nữa, Yon nhanh chóng chạy về và chấm dứt được cái triple kill của Rat rồi. Một cái pha tốc biến về phía sau nó tương đối kém tự tin đến từ vị trí của Lavalier. Nhưng đó là vì cái sự an toàn thôi, bởi vì mình biết được rằng ở thời điểm hiện tại chỉ cần Lavalier nằm xuống mà thôi, nó sẽ là một cái thiệt hại rất to lớn bởi vì cái sức mạnh của Lavalier đang trên cái quá trình thăng tiến. Trái nó vậy còn đứng gần là sao đi, là sao ba ông nội hỏi câu gì kỳ cục vậy, làm sao tôi biết làm sao, ông phải nói tôi làm sao, lúc đó anh em mình mới biết làm sao chứ. Tuy nhiên hỏi làm sao không hiểu gì hết trơn á. Con tà thần và con rồng đang là hai thứ nguồn tài nguyên rất xa xỉ đối với team đội xanh mình. Mình mong rằng anh bạn Mu anh ta sẽ khai thác hai nguồn tài nguyên này, nó sẽ hỗ trợ và giúp ích rất tốt trong công tác hồi phục và cường hóa sát thương cho tụi mình nha. Những pha giao tranh vừa qua bị mất đi đồng đội rất nhiều nhưng cũng không thể nào đụng chạm được Yon cả. Yon tại đường giữa cái kè đạn thần quang được bắn ra, nó trúng rồi và anh ta đã bị tê liệt lại. Payna tới hỗ trợ cấp cứu và hình ảnh này nó làm tôi nhớ tới một bộ phim hoạt hình Nhật Bản hồi tối xem. Người đàn ông bất lực và người phụ nữ đảm đang giết liền không giấu nha. Và sau khi Yon mất đi rồi chúng ta sẽ tự tin hơn tất cả các mặt trận tốc biến của Rat. Rat bên từ bị ảnh sát thương quá nhiều, Amelie của ta quá trâu. Ông bà ta thường nói ở lâu cứ trâu hóa bùng và trâu đến đâu lánh đánh lâu cũng chết. Và Amelie của ta đã bị khai tử trong pha này. Ba thành viên team bạn đều đã phải nằm xuống rồi. Frenzino đang ăn cho mình con rồng. Đây cũng sẽ là cái dấu chấm hết dành cho anh ta hay không à? Chắc chắn là như vậy rồi. Đường giữa đang là một kẻ trống, cố gắng đẩy cao được lính lên và hãy tận dụng khai thác tất cả các nguồn tài nguyên nào. Rồi, ok, bốn thành viên team bạn gục ngã luôn. Các bạn có thể thấy được rằng cái chìa khóa đã tìm được ổ khóa và chúng ta giết được Yon. Má anh Yon nó hồi sinh nhanh dữ vậy trời, mới giết cái rột ra nữa rồi. Không sao, như vậy nó đã là tạo ra cái sự biến thiên và giãn cách rồi. Omen nè, có một pha má tiếc quá. Anh ta dùng cái sát vật phạm vi là chưa đủ nha. Giả như cái pha vừa rồi anh ta có thêm cái tốc biến nữa thì nó sẽ tốt biết mấy đúng không ạ? Một cái pha giả bộ ăn bùa hụt để có thể dụ team bạn ra đến từ vị trí của đệ tứ. Mặc dù tình huống giả bộ này nhìn sơ sơ là tưởng nó ngu nhưng thực sự đó chỉ là một pha giả bộ mà thôi. Thì các bạn cũng biết đó, khi chúng ta dùng con tướng Lavalier mình sẽ phải nhớ một cái nguyên tắc bất di bất dịch. Là các bạn sẽ phải bắn thường trước 3 phát rồi sau đó mới bật cái chiêu 1. Anh em đừng có bật chiêu 1 nó quá vội. Khi mà các bạn bật vội như vậy, cái tốc đánh và cái sát thương
và những viên đạn của La Vele nó không có được thực sự là tối ưu đâu ha. Bắn ra cho mình đèn thần quang nhưng có sự che chắn đến Zorinzino và chúng ta vẫn chưa thể nào giao tranh ở vị trí này. 11 phút đã trôi qua và đây sẽ là lúc mà những nguồn tài nguyên tà thần và rồng có sự tranh chấp đây. Mà Mu anh ta liên tục phải nằm xuống như thế này, sức mạnh của anh ta vẫn chưa thể nào được khai phá. Tôi mong rằng Mu với bộ trang phục điệp viên chó đen đó, anh ta sẽ phát huy sức mạnh của mình nhiều hơn. Con rồng đang được ăn kia kìa, còn 18.000 máu nữa, nó đang bị bỏ ngỏ nha, chúng ta có nên ăn không à? Không nên rồi, họ đang quá đông về mặt lực lượng. Cô nàng Kali tại khu rừng trên chỉ còn một chấm máu nho nhỏ dưới đít cô ta, nhưng cô ta vẫn có thể chạy về. Đó là một cái pha thập tử nhất sinh của Amelie. Tôi đang cố gắng sơ tái cho mình con rồng nhanh nhất có thể. Các thành viên đội bên kia họ bị biến mất trên bản đồ. Đây sẽ là một tín hiệu báo cho mình biết được rằng họ đang ăn con Caesar. Tin là như vậy. Chúng ta đã có được cho mình con rồng rồi, di chuyển sang khu rừng giữa nào. Amelie đang tại đây. Ritter báo hiệu rút lui, nhưng Omen ta vẫn muốn chơi. Ta trối là Amelie, tôi vẫn đang được bắn liên tục. Kết giới sinh mệnh được mở ra và khả năng hồi phục đến cho Ukraine đang là có. Và Mu ta tiếp diện Mu chó đen, anh ta đang làm được nhiều thứ và vấn đề hiện tại họ đang thiếu lực lượng. Bayna gục ngã rồi, do anh ta xuất hiện những cái điều quan trọng, anh ta chống chịu được 1 tỷ mũi tên hay không, ông nội anh ta cũng làm không được nữa. Anh ta nằm xuống, 3 thành viên team bạn đã phải gục ngã và đây sẽ là cái dấu chấm hết dành cho họ luôn không à. Họ có được cho mình con Caesar và con Caesar bóng tối cũng không thể nào đẩy đường và hỗ trợ cho họ quá nhiều. Đợt lính xe đang bắt đầu tràn vào rồi. Có được cho mình cái trụ bảo vệ nhà chính thứ hai tại đường giữa và tốc chạy của đám quỷ lính này bị giảm đi rất là nhiều. Và những gì mà team đội đỏ sẽ phải làm là clear đám quỷ lính này đây. Ritter anh ta đang muốn đồng quy vô tận. Không, Ritter anh ta sẽ clear lính và anh ta đã hoàn thành được cái sứ mệnh đó. Bảo toàn được 3 cái trụ bảo vệ nhà chính cuối cùng của họ và chờ anh bạn John xuất hiện. Những sai lầm của John trong cái việc di chuyển cái lối đánh của họ chưa có thật sự là đồng bộ. Bắn ra cho mình đạn thần quang một lần nữa rồi, nhưng lần này họ có kinh nghiệm hơn. Cô nàng Payna luôn đứng đầu để có thể che chắn những mũi tên của mình. Những mũi tên của mình nó phải thật sự là ép góc được họ và nó phải có cái sự tinh tế nhiều hơn nữa. Và chúng ta sẽ chờ đợi anh bạn Mu anh ta khai thác phần rừng sau khi mà anh ta đã sẵn sàng, sẽ là một tình huống giao tranh quyết định kế tiếp. Bây giờ tụi mình đang set up vị trí với nhau, đã sẵn sàng lực lượng cả rồi mọi người. Triệu hồi ra cho mình quần loài quái. Kali đang lựa chọn mục tiêu là bạn John. John đang tháo chạy rồi, anh ta chưa có cho mình con bắn. Bayna đang che chắn lại, giữ chân được bay người. Bayna nằm xuống, John chui đầu vào trong bụi cỏ. Cửa tử đã mở ra, 3 thành viên tiếng bạn đã bị khai trừ cả rồi. Chỉ còn một mình cô đàn Amelie và anh bạn Frenzino mà thôi. Frenzino mất tiêu bản đồ. Amelie tháo chạy trong tuyệt vọng, vẫn đang truy đuổi. Bật ra cho mình khiên phản tốc, không dính bất kỳ bụi của CC nào cả. 5 thành viên tiếng bạn đã bị triệt hạ hoàn toàn. Và chiến thắng dễ dàng dành cho team của Kim Quy Thần Vương. Một bộ trang phục Việt Nam khi chơi những bộ trang phục như này, cái nhuệ khí mà được tăng cao, cái tinh thần chiến đấu được đẩy lên rất là cao. Và các bạn thì sao, các bạn đã nhận được những bộ trang phục này chưa? Anh em hãy vào sự kiện và nhận ngay các bộ trang phục Việt Nam này nha. Cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý báu để xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở số video vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.